Che khuyết điểm thần thánh nhất TikTok đây rồi mọi người. Thử luôn nhá. Đây 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 đây. Làm đúng như trong cái đoạn video quảng cáo luôn nha mọi người. Nào bây giờ mình lột ra nhá. Ủa má ơi đâu. Wow. Cái này ấy, mà quay filter lên ấy, thì mình nghĩ rằng là nhìn rất là ổn, bởi vì cái độ che phủ khuyết điểm của nó tốt nha mọi người. Nhưng mà khi mà mình nhìn trực tiếp ở phía bên ngoài ấy, thì mình thấy rằng nó quá dày. Da mình cũng thuộc dạng là ok đấy, nhưng mà khi đánh lên nhìn nó sần hết cả mặt. Nó sẽ che được các cái vùng đỏ thôi, còn không thể nào mà nó làm da của mọi người phẳng giống như trong các cái đoạn video clip đâu. Bởi vì về thực tế là những cái đoạn video clip đấy người ta sẽ chạy filter nha mọi người. Nhìn nào phát biểu cảm nghĩ cái. Nhìn như kiểu thạch cao ấy, khiếp. Không đẹp thế nào. Nhìn giả, rất là giả. Buổi đêm đi vào bar thôi, đi mà đi cà phê cũng khá là kinh đấy. Trong rất nhiều những đoạn quảng cáo ấy thì có chia sẻ rằng là cái loại này nó sẽ chống nước, không dính vào điện thoại và không dính vào khẩu trang. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhá. Ồ, nó dính ra nhiều lắm luôn ấy, không phải là không dính đâu nhá. Rồi, bây giờ đến màng bọc thực phẩm nhá, để xem là nó có dính ra màng bọc thực phẩm hay không nhá. Ôi, gì này? Khẩu trang mà test như thế này thì ăn thua gì thế này. Đeo khẩu trang ấy, mình sẽ nói đúng không? Đấy, mình cử động mình nói như thế này. Nó dính ra khẩu trang cũng khá khá đấy mọi người, không phải là bám ở trên da quá tốt đâu. Thì đánh giá tổng quan về cái che khuyết điểm này thì mình thấy rằng cái đoạn video quảng cáo trên mạng nó quá là thần thánh về cái độ che khuyết điểm. Tuy nhiên để ứng dụng cái sản phẩm này trong những cái sản phẩm makeup thì mình nghĩ rằng nên để che khuyết điểm cho những cái điểm ở trên da thì nó sẽ là tốt nhất, chứ đừng đánh nền cả mặt nha mọi người, bởi vì nhìn nó rất là dày. Và mình thấy rằng mọi người hay tìm kiếm những cái đoạn video về những cái sản phẩm che khuyết điểm rất là tốt ở trên da, sau khi đánh nó sẽ mang lại một cái làn da mịn màng. Nhưng mình nghĩ rằng mọi người đừng quên rằng là nếu như mà có những con mụn to, những cái mảng lỗ rỗ ở trên da, không một cái loại che khuyết điểm hay kem nền nào che phủ hết được đâu. Cho nên ấy, cái quan trọng nhất ấy thì mình nghĩ rằng là mọi người nên tập trung vào skincare để chúng ta có một làn da đẹp cái đã. Khi mà chúng ta có một làn da đẹp ấy thì sử dụng những cái loại kem nền khá là hạt rẻ, nó sẽ vẫn mang lại một lớp finish ở trên da khá là đẹp nha mọi người. Còn nếu như cái da của chúng ta không ổn ấy, mà chúng ta bỏ tiền hoặc chúng ta quan tâm rất nhiều vào những cái loại che khuyết điểm thần thánh ấy, thì nó cũng không mang lại cái trải nghiệm tốt được.